14 điểm bấm huyệt hữu ích nhất trên lòng bàn tay. Mắt. Ấn mạnh vào giao điểm giữa ngón trỏ và ngón giữa, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ. Hiệu quả cho điều trị các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, quáng gà hay mù màu. Tai. Ấn mạnh vào giao điểm giữa ngón đeo nhẫn và ngón út, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ. Chữa viêm họng, nước đọng trong tai và chống hình thành dãy tai. Phổi. Ấn mạnh vào phía trên lòng bàn tay, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, giảm các triệu chứng của bệnh liên quan đến phổi như hen suyễn, viêm phế quản. Bụng. Ấn mạnh vào vùng gần ngón cái, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ. Cách tốt nhất trị các vấn đề về bụng như hội chứng ruột kích thích. Thận. Ấn mạnh huyệt nằm phía dưới trách về bên trái lòng bàn tay, giải quyết các vấn đề về thận, tuyến giáp, tăng cường máu lưu thông tại thận. Vai gáy. Ấn mạnh vào điểm nhỏ cạnh lòng bàn tay, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, giúp giãn cơ vùng vai gáy và mệt mỏi do căng cứng cổ. Mũi và xoang. Ấn mạnh các huyệt đầu ngón tay, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, chữa viêm mũi, tắc mũi, giảm các triệu chứng như đau đầu, đau răng, lạnh và khó tập trung. Gan và túi mật. Ấn mạnh huyệt bên trái của lòng bàn tay, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ. Cách tốt nhất giải quyết các vấn đề về gan và túi mật khi huyệt này được kết nối trực tiếp với hai bộ phận trên, ruột và đại tràng. Ấn mạnh huyệt phía dưới bên phải lòng bàn tay, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, chữa bệnh đại tràng, các bệnh đường ruột và rối loạn tiêu hóa. Bàng quang. Ấn mạnh huyệt phía dưới bên phải lòng bàn tay, điểm thấp hơn ruột và đại tràng, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ. Cách tốt nhất giải quyết các vấn đề về bàng quang, ngoài ra còn giúp giải phóng năng lượng cho cả cơ thể. Tuyến yên. Ấn mạnh huyệt phía đầu ngón tay cái, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, phục hồi chức năng tuyến yên sau khi sinh, cũng như các vấn đề về não và tuyến yên khác. Buồn trứng và tinh hoàn. Ấn mạnh vùng phía bên phải cổ tay, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, giải quyết các vấn đề về buồng trứng và tinh hoàn, cải thiện toàn bộ chức năng sinh sản, giảm chứng đau bụng dưới và đau tinh hoàn hiệu quả. Cổ tử cung. Ấn mạnh vùng phải của cổ tay, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, giảm các vấn đề về đau cổ tử cung ở phụ nữ. Tuyến giáp và cận giáp. Ấn mạnh vùng dưới ngón tay trỏ, day 36 lần theo chiều kim đồng hồ, giải quyết các vấn đề về tuyến giáp gây ra rối loạn cân nặng, mệt mỏi, thường xuyên tâm lý bất ổn, da xấu hoặc rụng tóc, ngoài ra còn giúp cân bằng năng lượng cho toàn bộ cơ thể.